sách Việt Rách, tủ sách ôn luyện trung học phổ thông quốc gia, đánh giá năng lực các trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Truy cập ngay shopee.vn/vietrachofficialstore. Xin chào tất cả các bạn đã tham gia buổi học ngày hôm nay. Ngày hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần thực hành tiếng Việt, đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ thân mật. Vậy thì yêu cầu cần đạt ở trong bài học này là gì? Chúng ta phải phân tích được các đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ thân mật và vận dụng được vào trong quá trình giao tiếp hàng ngày. Thứ hai là chăm chỉ thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao. Trước tiên chúng ta sẽ đến với phần hình thành kiến thức mới thông qua một ví dụ nho nhỏ sau đây. Chúng ta sẽ đọc đoạn đối thoại giữa hai học sinh trong giờ ra chơi. Nam: bài này khó quá ha mày. Thiệt tình tao không hiểu gì hết trơn. Hoàng: ờ khó ghê, bình thường tao đã dở toán, gặp mấy bài khó như này bó tay luôn. Vậy thì thông qua đoạn hội thoại giữa Nam và Hoàng, chúng ta sẽ trả lời cho cô ba câu hỏi sau. Câu hỏi đầu tiên đó chính là xác định hoàn cảnh giao tiếp trong đoạn đối thoại trên. Câu hỏi số 2, thái độ tình cảm của Nam và Hoàng trong đoạn đối thoại trên được thể hiện như thế nào? Và câu hỏi cuối cùng, phân tích từ ngữ cấu trúc câu Nam và Hoàng sử dụng trong đoạn đối thoại trên. Vậy thì với câu hỏi số 1 thì chúng ta có thể trả lời rất dễ dàng. Cái hoàn cảnh giao tiếp trong đoạn đối thoại này là một cái hoàn cảnh giao tiếp hàng ngày rất là bình thường, đúng không? Không theo một cái nghi thức nào hết. Thứ hai là thái độ tình cảm của Nam và Hoàng trong đoạn đối thoại là một cái thái độ rất là thân mật, tự nhiên và gần gũi giữa hai người bạn với nhau. Câu hỏi số 3 là sử dụng khẩu ngữ thiệt tình bó tay này, các thán từ như là ờ ghê và sử dụng câu có chứa thành phần gọi đáp như là ờ khó ghê. Tiếp đến chúng ta sẽ đến với cái phiếu học tập số 2, đó chính là chúng ta sẽ tìm hiểu cái đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ thân mật ở trong sách giáo khoa và thực hiện điền vào trong bảng sau. Thứ nhất là về khái niệm ngôn ngữ thân mật là gì. Thứ hai là các đặc điểm bao gồm các phương diện là cách sử dụng từ ngữ cũng như là cách sử dụng câu. Vậy thì ngôn ngữ thân mật là gì? Ngôn ngữ thân mật là ngôn ngữ gần gũi, tự nhiên, thoải mái, được sử dụng trong hoàn cảnh giao tiếp hàng ngày, không theo một cái nghi thức nào. Và ngôn ngữ thân mật xuất hiện ở cả dạng nói, đối thoại hàng ngày và dạng viết là thư từ này, tin nhắn gửi người thân, bạn bè, nhật ký. Vậy thì đặc điểm của nó như thế nào? Về cách sử dụng từ ngữ, đó chính là thường sử dụng tiếng lóng, khẩu ngữ, từ ngữ địa phương, trợ từ, thán từ. Còn sử dụng câu thì câu rất là đơn giản, rút gọn, đúng không? Rút gọn cả thành phần chủ ngữ hoặc là cả thành phần vị ngữ. Câu có chứa các thành phần cảm thán, thành phần tình thái, thành phần gọi đáp, vân vân. Vậy thì từ những cái đặc điểm của ngôn ngữ thân mật chúng ta vừa tìm hiểu thì bây giờ chúng ta sẽ áp dụng vào làm bài tập nhé. Với bài số 1 đó chính là đọc lại một đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ trang trọng, sách giáo khoa trang 10, và đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ thân mật, sách giáo khoa trang 100, và điền vào bảng sau để thấy được cái sự khác biệt giữa ngôn ngữ trang trọng và ngôn ngữ thân mật. Vậy thì chúng ta thấy rằng giữa hai cái thuật ngữ này chúng ta đã thấy được cái điểm khác biệt rồi. Một bên là trang trọng lịch sự, còn một bên là thân mật, đúng không? Vậy thì ngôn ngữ trang trọng là ngôn ngữ thể hiện cái thái độ nghiêm túc, mang tính chất lễ nghi, chủ yếu được dùng trong hoàn cảnh giao tiếp theo nghi thức. Trong khi đó, ngôn ngữ thân mật lại là loại ngôn ngữ gần gũi, tự nhiên, thoải mái, được dùng trong hoàn cảnh giao tiếp không theo nghi thức. Ngôn ngữ trang trọng xuất hiện ở cả dạng viết như bài tập, tiểu luận, giáo trình, hợp đồng, báo cáo, và dạng nói là gì? Bài diễn thuyết này, bài giảng, ý kiến trong hội thảo này, lời nói về những người có tuổi tác, vị trí cao. Và với ngôn ngữ thân mật thì chúng ta thấy rằng là nó cũng xuất hiện ở cả dạng nói và dạng viết, nhưng mà cái hình thức nó khác nhau. Ở dạng nói đó chính là ở trong cái đối thoại hàng ngày, đúng không? Đó, còn ở dạng viết ví dụ như là thư từ, tin nhắn gửi người thân, bạn bè, nhật ký, vân vân. Với ngôn ngữ trang trọng chỉ thường sử dụng những cái từ ngữ có sắc thái nghiêm trang, tôn kính, tao nhã, không dùng tiếng lóng và khẩu ngữ. Còn với ngôn ngữ thân mật thì chúng ta thường sử dụng tiếng lóng, khẩu ngữ từ địa phương, trợ từ, thán từ, hoặc là một hệ thống những từ ngữ của thế hệ, ví dụ như là chúng ta có ngôn ngữ Gen Z, đúng không? Với ngôn ngữ trang trọng thì thường sử dụng các câu có đầy đủ cấu trúc rõ ràng. Còn ngôn ngữ thân mật thì có thể lược bỏ bớt chủ ngữ, vị ngữ đi, hoặc là sử dụng những cái câu có chứa thành phần cảm thán, tình thái hoặc là
gọi đáp đơn giản. Tiếp đến với bài số 2 là chúng ta sẽ phân tích đặc điểm ngôn ngữ thân mật có trong các trường hợp sau. Câu A, đi nhé, những cô gái cũng hết cả rụt rè giơ cả hai tay lên vẫy, vẫy mãi, rồi tinh nghịch lấy ngón tay nhỏ xíu trỏ lên đầu, nhắc anh bộ đội, hãy giữ gìn cuộc sống của mình. Ừ, chết làm sao được câu chứ, đùa một chút cho vui, ai cũng bị lây cái không khí xạo rực khí thế lên đường ấy. Cả những em bé vừa đứng vững giấu mặt sau hàng rào xi măng mà vẫy, y cứ suýt xoa mãi vì ngồi bên cửa sổ, nó nghe rành rọt tiếng một đứa bé chỉ 5-6 tuổi ở ga Phủ Lý, các chú đánh xong giặc Mỹ mà về nhé. Trích Mãi Mãi Tuổi 20 của Nguyễn Văn Thảo. Vậy thì ngôn ngữ trong ngữ liệu A rất là gần gũi, tự nhiên và thoải mái, được dùng trong hoàn cảnh giao tiếp không theo nghi thức, đúng không? Nó xuất hiện ở dạng viết, nhật ký, thể hiện thái độ tình cảm, thân mật. Loại ngôn ngữ này có đặc điểm sau sử dụng khẩu ngữ như là gì? Cơ, nhé, mà, sử dụng từ ngữ địa phương trợ từ, đúng không? Nhé, cơ, hay là các thán từ. Hay là những cái từ, những cái câu gọi đáp như là ừ đấy, sử dụng câu rút đọ, rút gọn là gì, đi nhé, câu trở thành phần gọi đáp, ừ, chết làm sao được câu chứ, đùa một chút cho vui. Tiếp đến câu B, tức thì mụ già dẫy nảy người lên mà rằng, cha mẹ ơi, sữa như thế mà mẹ lại còn bảo là tạm đủ, tốt và hạng nhất rồi đấy mẹ ạ. Bà kia bĩu môi, phải, hạng nhất đấy, chú gì, chị ấy mới đẻ con sao? Con so, xưa nay lại không phải chân lấm tay bùn bao giờ, lại là vợ ông phó Lý, chả phải khổ sở như người khác, thì làm gì sữa chả tốt. Thế là bao nhiêu? Trích Cơm Thể Cơm Cô của Vũ Trọng Phụng. Vậy thì, trong ngữ liệu B, ngôn ngữ thân mật xuất hiện dưới dạng một cuộc đối thoại. Loại ngôn ngữ này có đặc điểm sử dụng khẩu ngữ, chả, chú gì, từ ngữ địa phương, dãy này, trợ từ, ạ, đấy, thán từ, ơi, sử dụng câu có cấu trúc rất đơn giản, câu rút gọn, tốt vào hạng nhất rồi đấy mẹ ạ, phải, hạng nhất đấy, câu đặc biệt bộc lộ cảm xúc, cha mẹ ơi. Bài số 3, đọc văn bản thư gửi con trai của Thomas Hunt Morgan. Trong phần viết, bà cho biết văn bản này dùng ngôn ngữ thân mật hay ngôn ngữ trang trọng, dựa vào đâu để bạn nhận định như vậy? Văn bản thư gửi con trai có cái sự kết hợp của cả ngôn ngữ thân mật và ngôn ngữ trang trọng. Ngôn ngữ thân mật thể hiện ở chỗ rằng là gì? Đây là một lá thư của một người cha gửi cho đứa con trai của mình với một cái tình cảm rất là thân thiết và gần gũi. Do vậy, văn bản sử dụng những câu có thành phần gọi đáp như là gì? Con trai ạ, hãy luôn ghi nhớ rằng con trai, con cần phải, hay là những câu có cấu trúc đơn giản như cha mà yêu con. Tuy nhiên, văn bản bàn đề những vấn đề nhiều người quan tâm, đó chính là nhân cách, nhân tính, giữ gìn và bảo vệ nhân cách bằng ngôn ngữ nghiêm trang, khách quan. Tác giả không dùng tiếng lóng, khẩu ngữ và sử dụng câu có cấu trúc đầy đủ rõ ràng. Nói cách khác, thông qua lá thư gửi cho con trai, tác giả bàn luận về những vấn đề được nhiều người quan tâm về lý lẽ và bằng chứng thuyết phục với bố cục chặt chẽ và ngôn ngữ trang trọng. Bài số 4, chúng ta có thể sử dụng ngôn ngữ thân mật khi thi vấn đáp, trả lời phỏng vấn xin học bổng du học dẫn chương trình cho một buổi tọa đàm không? Vì sao? Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng trong tất cả những cái chương trình này, chúng ta không thể sử dụng ngôn ngữ thân mật được, đúng không? Vì đây là các hoàn cảnh giao tiếp theo nghi thức, cần sử dụng ngôn ngữ trang trọng và lịch sự. Tiếp đến, chúng ta sẽ đến với phần 4 là vận dụng từ đọc đến viết thông qua một cái đề bài sau là viết đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày ý kiến về vấn đề trong trang Facebook cá nhân nên hay không nêu danh tính thật của người sử dụng và vì sao. Thì với cái bài viết này, đó chính là một cái bài viết mà cái đáp án của nó rất là mở. Các bạn có thể đồng tình với quan điểm này, hoặc là không đồng tình, hoặc là nửa đồng tình, nửa không đồng tình. Nhưng cốt yếu các bạn phải giải thích được lý do tại sao các bạn lại đồng tình, không đồng tình, hay là nửa đồng tình và nửa không đồng tình. Đồng thời cần nêu ra những cái dẫn chứng phù hợp, đúng không nào? Và sau khi viết xong thì các bạn sẽ dựa vào cái bảng kiểm với các tiêu chí đánh giá như là trình bày được ý kiến của bản thân này, giải thích thuyết phục lý do nên hay không nên này, và viết đúng yêu cầu hình thức một đoạn văn đủ dung lượng 200 chữ. Trên đây là toàn bộ nội dung bài học ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong những video bài học tiếp theo. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.